đặc biệt. À, một vị khách đến từ quê hương 98, mọi người biết ai không? 98 là Hồ à? 98 Bắc Giang. À, nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu gọi là một chút về người đặc biệt ở trên Bắc Giang rồi nhá. Có nên tiết lộ à thôi. Tí nữa mọi người sẽ biết được vị khách đặc biệt của anh em mình là ai. Ở trên Bắc Giang nhiều ý thức lo lắng. Đấy, siêu nổi tiếng luôn. Hôm nay có khách đặc biệt thì anh em mình phải chuẩn bị gọi là một con thú đặc biệt. Đây là thần thú ở trên núi Ba Vì của anh em mình vừa bắt được để về tiếp khách. Ai à, anh nói thế lại bây giờ các bác quan lại chích chân rồi. Ở trên đấy làm gì có thần thú, mình nói phép thế thôi. Thôi, nói chung là bây giờ sẽ dẫn mọi người vào để biết được vị khách của anh em mình là ai nhá. Mọi người chờ đón nhá. Nói chung là anh em mình đã chuẩn bị xong đồ để ướp và chén con cá này rồi. Hôm nay anh em mình được tiếp một vị khách đây. Hưng tự giới thiệu với mọi người cái nhỉ? Ông Vlog. Ông Hưng Vlog đến từ Bắc Giang nhá mọi người nhá. Các bạn ơi, xin chào các bạn nhá. Mình là Hưng ơi các bạn ạ. Thì chào các bạn ở kênh ẩm thực Tam Mao bạn nhá. Đấy, hôm nay vui quá các bạn ạ. Các bạn ạ, hôm nay vui quá các bạn ạ. Ngay được đến đây ăn trực với cá sấu các bạn chưa? Ôi ơi. Thế mà không rủ bà Tân xuống luôn. Mẹ em nay bận nên không đi được bạn ạ. Không có ai. Thôi hôm nay rất tiếc, hôm sau sẽ hẹn là Hưng anh em mình sẽ lên Bắc Giang chơi với bà Tân Vlog một hôm và Hưng Vlog một hôm. À Thanh Lương Vlog một hôm. À thế là ba hôm. Ba hôm. Ba hôm là hơi bị tốn mồi đấy. Chiều theo ý kiến của Mao Đệ và Hưng Vlog thì hôm nay anh em mình sẽ nướng siêu cay nha mọi người nhá. Mình hay thích chơi là cả con cho nó đấy chất. Ngày trước là anh làm con này gọi là om dưa rồi cá sấu om dưa. Mọi người còn nhớ con cá sấu om dưa đằng sau bằng cái thuyền kia không? Nhưng mà bây giờ bằng cái thuyền rồi. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu ướp nhỉ. Các bạn ơi, đấy, các bạn nhìn thấy con cá sấu chưa? To khổng lồ luôn các bạn ạ. Thì không biết là hôm nay là ai sẽ là đầu bếp đây nhỉ? Anh Cường hay là Mao Đệ nhỉ? Vui lòng với Mao Vì đấy. Thế được. Để cho thằng Mao Đệ nó đấy nhá. Rồi. Thế hôm nào đại chiến đầu bếp với anh không? Ok. Đây. Hôm nào chơi vua đại chiến tìm ra vua đấy. Vua rắn trứng nhá. Nhưng mà ai làm giám khảo? Đấy, giám khảo đầu bếp làm đi đầu bếp. Để mẹ anh đi. Mẹ anh này, em gái anh này. Đầu bếp. Anh Cường này. Đại chiến nhá. Chơi. Đấy các bạn ơi. Các bạn ạ. Nếu mà clip này của mình mà được 10 triệu view. Các bạn, 1 triệu view. Được 5 triệu. 50.000 like thôi là mình sẽ đại chiến đầu bếp với lại Mao Đệ các bạn nhá. Đấy. Xem bao nhiêu view này. Mao Đệ ạ. Nấu ơi bị ngon. 1 triệu view. Đấy. Thì các bạn ơi, lại nhá. Lại giai đoạn nhá. Thì các bạn ơi, nếu clip này mà được 100k like thì mình sẽ đại chiến đầu bếp với lại Mao Đệ các bạn nhá. Đấy. Vua anh đầu bếp. Ăn hơi đẳng cấp luôn đấy. Em nấu ăn á, khét lẹt Ba Vì luôn á. Ở nhà em nuôi chó đúng không? Anh khét lẹt Bắc Giang luôn. Nhà em nuôi chó đúng không? Nhà em nuôi chó. Thế thì ổn đó. Sao lại nuôi chó? Này, anh không phải chỉ nhục em bằng bảo là em nấu cái chó ăn nha. Tao bảo thế bao giờ đâu. Thì anh tự mình nghĩ ra đấy. Đầu óc lúc nào cũng chưa, người ta chưa nói đã nghĩ đến rồi. Đấy các bạn ạ. Tao bảo là nuôi chó để cho nó ăn xương. Mày. Và mấy con ngáo ngơ của anh là cũng sang chảnh đấy, ăn cũng sang chảnh đấy. Thế thì em nấu cho đẳng cấp luôn. Có đại chiến chó thú cưng không? Để anh mang con gọi là lô đề của anh em, lên. Em đề. Lên gì nhỉ? Anh có con chó tây đại chiến. Ui, to như con chà bá nó đi lên cho rồi. Anh xem con chó tây nhé. Okay. Nếu mà gặp chó của em ấy thì chỉ một ngoạc. À một ngoạc á? Ngoạc thứ hai thì chắc là hơi thừa. Nhưng mà một ngoạc chắc là đi rồi. Một ngoạc nó ăn hết cái này luôn á. Một ngoạc ăn hết cái này cơ mà. Mà khổ quá. Đỡ cho anh cả. Xiên con quái thú này hơi khó khăn đấy mọi người. Xiên từ bụng. Đấy đấy, lật bụng nó lên á. Đấy. Ôi giời. Ui, đừng có chấm đất nha. Trời ơi. Con quái thú này là. Ôi, bạch mồm nó ra. Đấy, em bạch mồm nó ra. Xiên mồm à? Xiên qua mồm, tí nữa để buộc dây thép. Anh được không? Răng nó sắc lắm. Ây à.
yếu thế nhỉ, thanh niên thương vợ yếu thế nhỉ. Nào, à đây anh phải xiên từ đây, xiên từ dưới cũng được. Anh thì hay xiên từ dưới xiên lên. Anh em lại xiên à, từ từ răng nó sắc thật, răng nó sắc lắm. Quả răng như cục anh ơi. Đây cho mọi người xem đây, bạn nhìn này, đây kinh khủng luôn. Ui, quả lưỡi nó ngon đấy. Mình còn chưa dám cầm vào hẳn trong nhá. Ai xa mày, nào xiên đi em ơi, khá là sắc thì nên là em nhẹ nhàng hơn không? Nhẹ nhàng hơn thì nói chung là nó cũng nhìn nhau. Bây giờ như nào nhỉ? Đấy, bây giờ nó dài hơn cái phản. Anh ơi, là buộc từ đầu đấy đã. Bây giờ xuyên qua lưng nó nhỉ? Không, xuyên qua lưng. Xuyên qua lưng cái gì? Mình buộc ở đây xong rồi tí nữa mình bắt cái cây ngang này ngoạm mồm nó vào thì mới giữ được nó. Sau rất là nhiều thời gian thì anh em mình mới buộc được cái con cá sấu này. Nói chung là do thời tiết Ba Vì thì vừa mới mưa to khủng khiếp mà anh em mình phải đợi hết mưa, thế nên là bây giờ phải gấp rút. À Tư, vừa mưa bão đang ngồi lại nắng. Anh em mình đo thử xem, mau đệ đứng lên nha. Nào, đặt cái đầu này xuống. Rồi. Nào, trừ đi. Ui, cao hơn mau đệ. Đây nha, trừ đi đúng quả tầm này thì nó cao hơn mau đệ đến đây. Thì tức là con này nó rơi vào tầm cỡ 1m4. Cao bằng anh. Bằng thế nào cả anh? Cao hơn anh trong trừ cái đoạn đi tí. Ở đây đó. Cao, cũng phải cao bằng mình nhé các bạn. Cao bằng mình luôn, thế thì nó phải gần 1m6 à? Chấp chỉ ma đại ca với cả anh Hưng Vlog. Đấy, con này mà gặp mau đại ở ngoài chắc là một quạng đấy. Có cả em con này em câu được. Ôi dồi ôi. À được, ôi được, không sao, không sao. Không sao, cái phản này mình đã làm sạch hết rồi. Đấy, mọi người thấy nó hấp dẫn chưa? Hôm nay đầu bếp sẽ là mau đệ và mau ca. Mọi người thấy nó hấp dẫn chưa? Siêu kinh điển chưa? Kinh luôn. Con này là con siêu to khổng lồ đấy nhá. Này, cái chỗ này là chỗ cá tiên này. Biết ai dạ. Biết Hưng Vlog với lại bà Tân Vlog hay làm món siêu to khổng lồ, thế nên là anh em mình phải đi bắt con thủy quái siêu to khổng lồ đấy. Về làm siêu cây khổng lồ ấy. Ngon chưa, ngon chưa? Hả? Cái này quý hóa quá các bạn ạ. Đâu, mau đi. Đâu? Cho nó ít vào đầu. À, để cho đầu à? Lấn lên. Tí cho mau đây ăn cái đầu nhá. Ui, đầu ăn ngon lắm đấy. Chắc là dài lắm ấy. Nóng. Ui, nhưng mà không biết có ngon không anh nhỉ? Sao tại người ta bảo đắt lắm cái da nó ấy. Không ngon lắm. À, da? Da. Da nó ngon không? Da không biết. Tí nói cho em ăn cái da đầu nhé. Rồi. Tí sẽ cho ngon đấy. Đây, bên trong. Vút vào trong này. Đâu thì em vút đâu. À. Nhìn có vẻ hấp dẫn đấy các bạn ạ. Đấy. Lâu lắm thì có khách mới có món siêu to khổng lồ nữa đấy. Thế à? Không, anh em mình toàn phải ăn gà với ăn vịt đấy. Hôm nay là mình lại được làm khách VIP. Thôi vịt VIP ấy. Đuôi, cái đuôi chưa có gì. Ở đây. À. Bình thường à, mày ta wow. Ta làm những cái món chó không ngửi được. Có mẩy. Đây là anh làm thất vọng. Thế quá là thất vọng. Rồi đi thi mua được bếp. Nhưng mà em làm đầy món ngon này đấy. Nào, ok chưa? Okay. Rồi đấy, nào. À Hưng ơi, rồi anh em mình chuyển luôn thôi. Tại vì cái thời tiết nó khá là nóng, sau khi mưa nó nóng kinh điển luôn. Thế anh em mình phải. Wow. Ui, nóng thế. Ui trời, nhìn nó quái nhở. Ui, cháy. Từ. Cho ra, gạt than á. Gạt, cái này cháy mất. Cháy ra. Người cao hôm nay tiên phong là quay con này. Siêu nóng luôn. Siêu bỏng. Bỏng lắm. Sao ra ngoài bên à? Giờ có cháy cuốc không nhỉ? Không, em cứ gạt đi. Gạt dọc cái than ra. Con cá sấu nó dài. Quá. Siêu nóng. Ê, ui giời. Quá. Khả năng được rồi đấy. Được. Thôi, cho hàng lên thôi em ơi. Ui. Mưa xong mà nó nắng kinh điển như thế này. Nhưng mà cái này khó quay anh ạ. Được. Lật cho nó phát lên đã. Đấy, rồi. Cho nó nằm như thế này đúng tư thế cá sấu. Ấy. Cứ cho nướng ở dưới trước đi. Hơi bỏng. Wow. Thôi được. Hơi bỏng. Để anh thiết kế xem có cái. Hơi bỏng. Ui quá bỏng đấy. Quá bỏng luôn đấy. Có khi phải bê ra để thiết kế. Thực sự rất là bỏng nhé mọi người nhé. Bỏng dã man luôn. À, trong cái cây và cái này là để quay đường này. Ừ. Ui. Quái quá. Khói bung luôn nên là làm món cá sấu bung khói. Uầy, mọi người thấy ngon chưa? Ui, nào mau đệ quay cái lưng xem nào, cho mọi người xem đi. Ui giời, ui nóng quá mọi người. Sắp nóng, cảm giác nó muốn cháy máy quay rồi.
Trời trời trời, ngon quá, mình đang rớt hết cả dãi ra rồi. Ôi nóng quá nóng quá. Thôi mình vào. Siêu ngon luôn bà. Siêu ngon luôn. Vâng, ống không bà. Cái này lại có sự kết hợp của cháu nó lại càng ngon. Đấy. Nào, nó để cắt cho bà một miếng. Để em cắt nhé. Cho bà cái đùi. Ừ, cho bà cái đùi nhá. Nào. Ui ngon thế. Như cái đùi gà luôn. Ui chín hết đấy mọi người nhá. Đỡ đỡ ông ấy dụng ấy. Đấy, đỡ ông dụng. Đấy. Chín không? Ui, ui không em không biết cắt rồi. Anh giữ. Cắt đi em chưa? Nào nào, chổng cao lên để anh cắt cho. Đấy, đấy, đó. Nạc nhờ, cái cá này trắng xanh như là thịt lợn ấy. Ui. Như là mỡ lợn. Ui, đấy, em phải quay đi. Đấy, rồi. Đây. Còn chưa? Đây, cho bà thêm ba khúc vui. Cắt, cắt, đưa kéo đây. Đây, cái này cứ thế này nè. Ăn được luôn này chứ. Ăn được luôn. Ăn được luôn nha mà bà. Đây bà. Ừ, để cho bà xin nhá. Đi hiểu con à, thằn lằn khổng lồ này bà nhỉ. Ừ, như con thằn lằn khổng lồ. Úi chà. Rồi. Đi, thôi cháu về nhá. Cháu về nhá. Đi nhá. Đoạn này ngon. Đoạn nào cũng ngon, đoạn nào cũng ngon. Mình thấy đoạn nào cũng ngon, chưa thấy đoạn nào không ngon cả mọi người ạ. Bà vào có nhà không nhỉ? Có nhà. Mình... Cháu không đây. Ôi, đâu? Alo, alo. Ấy, bắt tiền đâu? Em mời ăn mình vác chào đấy, ai người ta sợ. Em chạy mất tiếp. Bắt tiền ơi. Ôi, tới nội ơi. Ăn cá điệp không? Cá gì đấy? Cá điệp, quê điệp. Bà được hải sản ở trên núi không? Cái này có khách ở đâu đến đấy? Khách Bắc Giang, Bà Tân Vlog. Con trai Bà Tân Vlog à? Con trai Bà Tân Vlog à? Con này kết hợp với cháu này, con này siêu ngon. Bà lấy đĩa ra. Cái gì đây? Lấy đĩa ra cho con. Hà mang đĩa ra, cho mau cho. Đố bà biết con gì đây? Đố bà thử miếng trước. Bà biết con gì ấy? Con không biết à? Không biết. Ui, nó ngon thế. Không biết thật à? Không. Ngon không? Bà đây. Ủa, ngon thế. Nghe nếm một gì cháu chứ à, nếm chắc không? Là lột da nên ta không biết. À, dùng dưới để đặt cao cái này xuống để đây, đây kê vào cổng này cắt cho bà. À, kê vào cổng. Trên 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 cùng. Đấy. Đó. Bà thích ăn phần nào? Phần nặng được. Đó, cho bà. Cơ nào ngon nhất thì cho. Đây. Bà ăn phần đầu. Cái này ngon nhất này. Không, cái chỗ này em đăng ký mà. Cái đấy cho ông Trần uống rượu. Uống rượu cho phê luôn. Đấy, cái phần này ngon nhất này. Đấy. Đây là phần lườn nhá mọi người nhá. Ui, cái thích gì? Ui, ui, xương nó như kiểu sụn anh nhỉ? Ôi, này, như con chấm ghen ấy. Wow, wow. Ôi, là... Nào, đó là thêm một khúc tí, khúc đuôi nữa, đuôi, mỗi người một tí đuôi. Ây, xương nó như xương sống luôn nhỉ? Ừ, rồi. Ngon lắm. Ừ, cháu chưa được thưởng thức đâu. Hai bạn này ăn đi. Có mọi người thưởng thức trước ấy. Thôi cháu đi nhá. Cháu, cháu đi đây, cháu về đây. Đó, ăn đi, thưởng thức đi. Ăn đi. Ôi, con Hà ăn thì cay. Ngon quá. Ừ, ngon nhỉ. Nó phải siêu cay. Ô, không biết nhà ai dân này đóng cửa không nhỉ? Nó phải siêu cay. Ai ăn cá sấu không? Các bạn ơi, mau đệ mời mời người ta ăn bác dao, người ta tưởng chém người ta các bạn. Chạy hết, chạy hết. Chạy hết, chạy hết. Chạy hết, chạy hết. Chạy mày đi tập trung lũ bạn, mời đi tí nữa ra sân bóng để đánh chén một bữa nhỉ. Ok. À, cá sấu không bà? Bà. Ơ. Ờ. Cho bà miếng. Ờ, đĩa ra đây. Bà cho ông bà miếng cá sấu. Trời ơi, ngon thế. Cho bà lấy đĩa đi. Bà lấy đĩa. Lấy đĩa đi cho bà miếng. Bà. Vâng. Chào bà. Ừ. Nhưng mà có cái dàn mềm mát nhỉ. Wow. À. Vẫn còn là vẫn còn nóng hôi hổi. Em. Oh yeah. Vẫn còn nóng hôi hổi nha bà nhá. Bà có thử miếng trước không? Thôi con này để tí nữa về ăn. Về ăn luôn à? Ừ. Đây để con cắt cho nhá. Nào, cho bà miếng cho ông nhắn nhé. À. Con phải cắt phần nào để cho nó không bị rơi cơ. Đấy, anh cứ bấu ở đây à. Bấu được thịt nhỉ. Ui, đây này đấy. Cắt, cắt đi cái. Ui, ui. Cắt đi ăn tay quá. Đáng định ăn nhưng mà chưa được ăn. Thì ăn đi, ăn đi con. Ui, dài ơi. Phải ăn trước đi. Cái này là con gì nhỉ? Con cá sấu này. Không, con thằn lằn chúa. Ông nhận ra đây con gì không? Con... Để cá sấu không ạ? Con cá sấu ấy. Ông ăn cá sấu rồi chưa? Chưa. Yeah. Ôi giời ơi. Ông năm nay 23 tuổi rồi. Tôi thử có người hôm nay chúng mày mới cho ông được ăn. Mấy tôi năm nay 70 tuổi rồi mà chưa thấy trường hợp. Chưa gặp trường hợp nào như này. Chứ phải tôi là tôi đá đi một cái. Tôi chứ phải tôi phải ăn hết được con này đấy. Wow.
phải lóc làm sao khéo để cho nó không nó rơi khỏi xiên. Một cục thịt ba chỉ anh nhỉ. Ừ. Wow. Đấy. Cho ông miếng nữa. Đây đây ông được con tí. Rồi cho ông miếng sườn đi. Ông này ăn vào béo luôn đấy. Lật lật cho con. Rồi cho ông miếng sườn nó nạc nạc hơn tí. Wow. Chị ơi cho em cái bịch báo em xin miếng. Wow. Cho em cái bịch báo. Cắt cho bà một miếng. À bà đấy à. Nào đi lại lật lên lên nào. Còn chua kìa. Giòn súp. Tí thì con còn để chia cho mỗi người miếng. Vâng, ok bà. Cho mỗi người thưởng thức một tí. Đúng rồi. Của hiếm hoi mà. Gọi là ăn lấy thảo. Con mà. Chưa thưởng thức đâu. Ừ. Con thấy ngon lắm. Mình làm thì ăn sau, còn bà con lối xóm ăn trước. Ôi. Thôi bấy nhiêu con, còn phần người sau. Được bà. Vẫn còn nhiều mà bà. Con nhiều lắm. Con này có này gặp đúng đầu bếp nữa bà. Con này con nhà nhiều. Con nuôi mấy chục con cơ. Nhà con còn một con cá sấu chúa con chưa thịt đâu. Nó vừa để xong. Nhưng mà mình cần cho mỗi người một miếng. Cảm ơn. Con này thì nặng phi anh ơi. Cảm ơn em. Cảm ơn con. Em coi con này có thưởng thức miếng không bà? Bà có thưởng thức miếng cá sấu không bà? Cá sấu à? Vâng. Ba, cá xinh ấy. Cá này cá đẹp, không xấu đâu. Đẹp rồi. Cá đẹp. Bà có thưởng thức không? Ăn gì bơi ăn không? Mang đĩa ra đây. Mang đĩa ra đây. Mang đĩa ra đây là lấy cá sấu để ăn nhanh. À không. Xin cá sấu ăn nhanh. Mày phải đi ra sân bóng. Ôi, nhìn nó ngon, nhìn nó vàng ngon. Đấy, bà có làm tí không? Đĩa. Đi đây. Cho đi đông cầm về cũng được. Ôi, đúng rồi. Cho con đi lông cầm con đĩa chị. Được, được, được. Nào, à... Đây 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 đây. Ôi, đây đây đây. Rồi đây. Em bắt đặt Hưng. Đấy để cho anh tay ra xa. Con này để cho con đi ra đây. Đích cho mình lưng về lưng. Mình mới nhiều quá. Cái này cắt thì nó lại tụt mắt này. Con này giống con ngáo của anh ấy. Con ngáo á? Thì này con này cắt thẳng mặt sườn. À con này nó lai. Con dao đâu rồi? Dao đâu? Lấy dao mới xiên chứ. Con này vứt dao rồi. Dao chẳng có này ấy. Các bạn ơi. Mau lại quên luôn con dao rồi. Không nhớ bắt đầu các bạn ạ. Đi rau chẳng có ở đây cơ mà. Tí nữa đi tìm sao. Bà được miếng ngon nhất rồi bà. À thế rồi. Ui giời tuyệt vời nhỉ. Rồi. Bà xin nhé. Làm sườn. Bà siêu. Rồi ok. Nào. Cho nó một miếng. Đây, một miếng. Ôi. À già nó đang nó tê liền là thế. Chẳng mấy khi nhà mới có khách mới có được gọi là con hà mã này. Ngon thế này. Nói chung là hôm nay cảm ơn anh với lại Mau Đệ đã chiêu đãi món. Nói chung là siêu ngon các bạn ạ. Siêu ngon, khổng lồ. Đấy, chưa được to lắm. Sức khỏe anh với này Mau Đệ nhá. Mời tất cả mọi người nha. Mọi người nha. Sau khi chia cho mọi người cùng thưởng thức thì anh em mình sẽ còn lại chừng này. Tại vì mấy nhà kia thấy đóng cửa quá. Chắc là đi làm mất rồi. Đấy. Ui anh ơi, cho em thử ăn miếng da này. Cắt cho em một miếng da. Da đầu. Da. Da nào chín chín này. Da nào. Rồi. Da nào chả chín. Ai, anh ơi. Hay cho cả cái đầu ấy. Cho em cả cái mồm này. Mời không phải cái mồm. Mời làm. Mời làm cả cái đầu cho anh. Đây. Vào đây sẽ nào, ăn đi. Ui. Đây vào các bạn ơi. Ui, pập luôn. Pập luôn đây. Đấy, tự thưởng thức đi. Ui chết rồi. Em thử miếng đi. Có điện thoại. Mời tất cả mọi người nhé, ăn quả đầu đầu cá sấu. Đấy. Ui. Pập luôn à? Ừ. Dài à? Ăn như kiểu mời mọi người nhá, mời tất cả mọi người ăn mình nhá. Ăn như kiểu cao su ao. Mình sẽ thử thức. Cao su mà nó cay lắm. Cái gì cái đầu đấy? Ui đấy. Em không tới được. Đấy. Cô vân vào đây vào đây. Vào đây bé vào đây. Cá sấu không? Ừ. Ê, cá sấu không? Cho đây cho cái đầu này. Gọi mấy bạn kia vào đây nữa. Cho Mau để cho thưởng thức thịt cá sấu. Đây vào đây ăn cá sấu. Lại còn dòm ngó ngoài đấy vào đi lại cần. Ngon lắm các bạn, ngọt. Nào. Từ từ sẽ cắt cho các bạn nhỏ mỗi đứa một miếng trước đã nhá. Wow. Nào. Anh ngồi vào đây em rồi. Xếp hàng tử tế đứa nào học giỏi. Thằng kia nhìn biết học giỏi. Cái này nó học giỏi nè. Nào từ từ nhá. Hết sức bình tĩnh nhá. Nào ăn đừng có bôi nha. Nào đây. Con gì đâu mà bôi. Đứa nào học giỏi nhất? Em. Đây em. Phải nói là một cái miếng thịt cá sấu siêu ngon luôn nha mọi người nhá. Mời các bạn. Nào. À. Sao giòn rén đấy, không ăn pạp như kiểu ăn ngô ngày trước nào. Đứa nào? Ăn ngô khác. Rồi, nào đứa nào nữa? Em. Nào, ấy, sao không gọi các bạn gái lên? Không gọi người yêu lên à?
Mau đấy, làm cái đuôi luôn. Ui, em xin nè. Đấy. Ui, quả đuôi này chắc chưa. Mời tất cả mọi người nhé. Ấy, không mời. Không mời tất cả mọi người à? Wow, chưa? Bây giờ mình mới được thưởng thức gọi là miếng miếng kia tử tế. Chứ nó chắc mà thơm lắm anh nhỉ. Mày phải ăn miếng này này đi. Miếng siêu ngon này. Miếng đấy còn có mỡ. Miếng này này. Đấy, cắt ra. Ngon rồi các bạn ạ. Wow, cho cả mạng luôn, cắt làm gì. Tao uống miếng. Miêu. Anh nói như kiểu là gì cả chấm đen mà ấy, mọi người ạ. Ngon quá. Đã cắn. Nhưng mà cũng có mùi cá mắm các bạn ạ. Mùi gì anh? Mùi cá mắm phải không? Cá mắm là mùi gì? Không có cá mắm à? À mùi mắm cái gì? Đứa nào đấy nhất thì tí ta cho cái đầu này về mà chưa? Con này mà treo vào đầu cổng này đúng là không ai dám treo qua. Treo vào cổng ấy. Đấy. Đấy, tay. Đâu? Đó, đây tao thả ra thôi, tao thả anh ra thôi. Bỏ tay á, bỏ tay á. Ừ. Sắc lắm. Tao thả ra thôi này. Không, không dám chơi đâu. À, không có mang trò này chơi cá sấu đớp tay nhỉ. Anh ơi, một cá sấu đớp tay là cá sấu đớp tay là thôi. Một phập luôn. Răng nó sắc kinh điển nhá. À. Bộ hàm nó này. Thấy chưa? Rồi, nó mà đớp vào tay thì thôi rồi. Không cần phải nó dùng sức nó khẽ đặt vào tay mình đã đau rồi. Hết rồi này. Đấy. Hết đây em cứ kêu ạ. Anh nhìn đây. 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 Sao? Đây thằng này, cái này ngon không phải mỡ đâu. Em mà mỡ đâu? Chỉ biết cái khôn này. À, thằng nào nữa? Còn thôi rồi. Bắt đầu. Ui ôi. Thấy chưa? Ui cái sụn sụn gần gần này nó rất là ngon nhá. Có cái sụn đó ấy. Đúng rồi. Ui, chỗ này cháy ngon các bạn. Anh à,